Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Sẹo đã liền da. Và thật ra là như vậy. Hôm qua thì Khôi có ghé nhà thăm cô Nguyệt. Từ chỗ của Khôi á, là ở Long An đi xuống chỗ của cô là ở Bến Tre á, thì khoảng cỡ hình như là 57 cây. Thì xuống tới nơi rồi. Rồi cô cháu ngồi nói chuyện, rồi nói chuyện miết luôn cho tới 4 giờ chiều luôn. Thì Khôi mới sực tỉnh ra là ôi chết cha rồi, chưa có làm xong truyện của tác giả Kim Thi để đăng. Thành thử ra lật đật chạy về. Thì trong cái lúc mà ngồi nói chuyện với cô á, thì cô cũng đang viết cái chương cuối của bộ truyện Sẹo đã liền da. Thế là xin một hồi cũng năn nỉ rồi, cô cũng thương, thành thử ra không phải là cô thương Khôi đâu, mà là cô thương khán giả của mình nữa kìa. Thì đó, cô mới nói thôi được rồi, để cô viết nhanh luôn, rồi cô gửi con đọc liền, ngày mai con đăng liền nghe. Thế là ngày hôm nay mới có bộ truyện Sẹo đã liền da để gửi đến quý cô chú anh chị. Và rất mong sao bộ truyện này cũng là một bộ truyện để kết thúc một năm vừa rồi. Thì rất mong cô chú anh chị ủng hộ, và Khôi cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì sau bộ truyện này Khôi dự tính là 3 tập á, là cũng vừa đúng lúc giao thừa luôn. Rồi tiếp theo nữa sẽ là Tết, và ngay trong mùng 1 Tết luôn Khôi sẽ có một bộ truyện nữa để gửi đến quý cô chú anh chị. Bộ truyện đầu tiên của năm mới, tạm gọi là Sông Đất, Sông Kinh. Sông Kinh cũng là một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt luôn. Và cô Lê Nguyệt cũng sẽ viết chuyện đó vào trong khoảng thời gian này cho đến sắp tới, một hai hôm thôi. Và sẽ xong ngay được cái chuyện đó, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là cô rất là muốn ngẫu hứng viết ra một cái bộ truyện mà nó hay, nó giải trí, mang không khí Tết để gửi cho Khôi, để Khôi đăng lên kênh. Vì vậy cho nên là từ ngay thời điểm này nè cho đến ngày mùng 1 Tết á, thì cô chú anh chị chịu khó lên kênh để lắng nghe. Toàn bộ đều là truyện của cô Lê Nguyệt, mà đều là truyện mới hết luôn. Thì đó, thì thông tin đến với quý cô chú như anh chị như vậy. Và bây giờ thì Khôi xin phép được bắt đầu câu chuyện này nhé. Năm 2020, chuyện xảy ra ở xóm Nghĩa Trang, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đó là câu chuyện của 6 năm về trước. Bất kỳ ai tới nơi đây hỏi thăm nhà của ba người đàn bà quá, thì người ta sẽ chỉ lại căn nhà khang trang sạch sẽ của ba người phụ nữ. Đó là chị gái, chị Liên và chị Kim. Ba người này đều trên dưới 20, chỉ xê xích nhau một vài tuổi thôi. Ở cái tuổi vẫn còn thanh xuân cuồn cuộn, nhưng họ lại không màng chi chuyện tóc tơ, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng một song sinh một trai một gái. Người xưa nói, khi sinh ra một đôi, nếu đứa con gái ra trước thì thôi, nhưng con trai ra trước thì cha mẹ phải xây cho họ một mâm trầu. Điều này đã là luật bất thành văn rồi, cho nên khi hai đứa nhóc sinh ra, thì thằng Cu Sum và con bé Hợp cũng có cái mâm trầu, coi như là tin tưởng chúng nó kiếp trước có lời thề nguyện với nhau, nên kiếp này về chung nơi chung chỗ. Cặp song sinh này là con của ai, sẽ giải thích sau. Ba người này không có họ hàng thân quyến gì với nhau cả. Chuyện họ đến và ở cùng cũng có một nguyên nhân lạ đời. Ngoài gái là người gốc gác tại đây, thì Liên và Kim là tự tìm đến. Kể ra thì cũng có duyên phận kỳ khôi. Ba người phụ nữ cùng chung một nỗi đau, nhiều ít tùy theo cách nhìn của người ngoài. Nhưng bản thân mỗi người đều cố gắng nuốt vào lòng và chôn chặt niềm riêng của mình. Đến khi trở thành người một nhà thân thiết, họ mới mở lòng ra tâm sự và đón nhận nhau. Mười năm trước, đó là năm 2010. Lúc ấy, gái chưa được 20 tuổi, cô và Tình có một mối tình thanh mai trúc mã. Hai người đã hẹn hò keo sơn gắn bó với nhau rồi,
nhưng gia cảnh của Tình và gái đều rất nghèo. Ba gái mất sớm, mẹ cô lại bệnh hoạn triền miên không lao động được. Nhà lại chẳng có đất điền để canh tác, gái phải đi làm thuê làm mướn quanh năm nuôi mẹ. Chuyện thuốc thang đối với cô là cả một vấn đề. Chính vì vậy mà mẹ gái không trụ được lâu. Bà ra đi âm thầm lặng lẽ, sau giấc ngủ dài. Đến khi gái chạm vào mẹ để gọi bà dậy ăn chén cháo nóng để uống thuốc, thì thi thể đã lạnh cống từ bao giờ. Điều này luôn là nỗi ám ảnh làm gái đau khổ và tự trách mình suốt bao năm qua. Cô giận mình tại sao lại ngủ quên, để mẹ đi mà không có người thân bên cạnh. Rồi trước khi nhắm mắt, bà có đau đớn, có muốn trăn trối gì lại hay không? Chính vì nỗi đau mất mẹ nên chuyện của gái già Tình đành ghét lại. Không còn mẹ, không ai chứng kiến ngày cô được gả đi, nên gái cũng không còn tha thiết gì đến chuyện chồng con nữa. Mẹ của gái có một cô em lấy chồng ở tận Long Khánh, mà nghe đâu á tuốt trong ruộng vườn, bất tiện tàu xe. Vì vậy mà chị em cũng ít khi liên lạc. Mẹ gái mất đến tận 4 tháng sau thì dì ba chung mới hay tin. Dì về tới, chị biết khóc ngất bên di ảnh của chị mình. 3 năm trôi qua, gái cũng đã mãn tang mẹ. Nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng nguôi ngoai dần. Gái bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có mẹ và cũng không có một người thân bên cạnh. Gia cảnh Tình thì đỡ hơn chút. Ba Tình mất trong chiến tranh, mẹ anh thủ tiết thờ chồng nuôi con. Bà hai là một phụ nữ đảm đen, nhanh tay lẹ chân, làm việc gì cũng cầu toàn. Bà biết Tình và gái thương nhau, bà cũng thích đứa con gái hiếu thảo và siêng năng này. Có điều thời gian trước không thể cưới cô về được vì gái còn phải lo cho mẹ. Nhưng bây giờ cô cũng rảnh rang rồi, nên bà bàn với Tình xúc tiến chuyện cưới xin. Bên gái chỉ còn bà dì ở xa, cũng ít khi tới lưu với nhau, cho nên bà hai nghĩ nếu như hai đứa thương nhau thì chỉ mâm cơm ra mắt lối xóm là được, chứ thực ra bà cũng không có tiền để làm cái đám cưới hoành tráng cho con trai của mình. Bây giờ Tình đã trên 20 tuổi, mẹ dục anh cưới gái về, nhưng Tình chưa chấp nhận. Anh nói nhà còn nghèo quá, thiếu trước hụt sau, cưới vợ rồi sinh con, nghèo càng nghèo thêm. May đâu lúc ấy có người rủ anh đi đánh bắt cá ngoài biển, ăn chia theo số lượng cá thu được. Tình mừng quá, đây có thể là cơ hội cho anh đổi đời. Theo làm bạn tàu ghe thời gian, kiếm về mớ bạc, rồi cưới vợ, tìm chuyện mua bán mới, hy vọng sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn bây giờ. Nghĩ là làm, anh bàn với mẹ và gái. Sau đó anh gửi mẹ lại cho gái dòm ngó, còn mình thu xếp, hôm sau ra biển liền. Tình đi lần đó là suốt hơn 1 năm, chưa quay về nhà một lần nào. Đôi khi anh có gửi tiền về cho gái ra bưu điện nhận, nhưng cũng không đủ chi phí. Khi thì anh ở Phan Thiết, khi thì Quảng Nam, lúc lại Quảng Bình. Bà hai nhớ con, cứ muốn anh quay về nhà, không thuyền ghe gì nữa, nhưng biết cách nào mà liên lạc với anh. Khi anh ra bưu điện gửi tiền về thì lại di chuyển sang chỗ khác, chứ có nơi nào là cố định. Gái chính thức về ở với bà hai, làm dâu không chồng. Cô đem bàn thờ ba mẹ về đặt chung với ông hai, rồi bán cái nhà của mình. Chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho cô làm vốn để mua vật liệu về làm mứt bán quanh năm. Gái làm mứt dẻo gừng sên với chú Sim, đu đủ, mứt dừa, mứt mãng cầu, mứt sốt. Bà hai vẫn còn khỏe mạnh để phụ với gái. Một mẹ một con sống chan hòa chờ người đi xa về. Trong lòng bà hai mặc định, gái là con dâu duy nhất của bà. Nếu như mai kia Tình vì ham mê bóng sát bên ngoài mà phụ rảy gái, thì bà sẽ không nhìn mặt anh nữa. Để anh đi đâu thì đi, người anh chọn ngoài gái ra thì không có ai có thể làm dâu bà được. Nếu đó là sự thật thì bà sẽ coi như gái là con do chính mình sinh ra. Vì vậy gái an tâm sống với mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh. 6 tháng Tình rời khỏi nhà thì 6 tháng gái sống chung với bà hai. Nhờ tài làm mứt của cô mà sinh hoạt của mẹ con thoải mái hẳn lên. Gái ngoài mặt không có vẻ buồn phiền gì, nhưng đêm ngày trong ngóng Tình quay về. Còn bà hai thì cứ đốt nhang cầu trời khẩn Phật, cầu xin ông hai dung rủi cho Tình một lần quay về với mẹ để bà bắt anh ở lại.
bà thương cho con gái người ta, có chồng làm dâu mà vẫn còn con gái. Nhưng hai người phụ nữ này không chờ được tình về, mà người trở về lại là một người khác. Người này tên Liên, quê ở Cà Mau. Cô đơn thân độc mã, đến tìm ngay địa chỉ nhà bà Hai. Vừa khóc, vừa xưng là vợ cũ tình. Cô và anh quen biết và ăn ở với nhau trong vòng 3 tháng khi tàu đánh bắt của anh neo đậu ở Cà Mau. Liên chỉ có một thân một mình, cô mồ côi từ nhỏ nên không biết thân nhân mình ở đâu. Khi tình rời đi, anh cho cô địa chỉ nhà mẹ anh, nói nếu như Liên có mang thai thì về đây ở với bà. Chờ đợi tình cả nửa năm mà anh chưa lần nào quay lại. Liên cũng không có thai, nhưng cô nhất quyết bán cái nhà nhỏ xíu của mình để lặn lội về Bến Tre tìm anh. Về tới đây, nghe nói tình đã có vợ ở nhà, Liên muốn chùn bước, nhưng cô nghĩ lại, chỉ cần cô có chỗ dung thân thì nhất định cô sẽ không tranh chồng với vợ lớn của anh. Tuy bà Hai đã từng tuyên bố sẽ không nhận bất cứ đứa con dâu nào ngoài gái, nhưng trước hoàn cảnh của Liên, bà cũng gợi ý cho gái chấp nhận cô ở lại. Dẫu sao thì cũng nên chờ tình về để ba mặt một lời. Gái có buồn nhưng vẫn nghe lời bà. Cô thất vọng về tình quá đỗi. Những lời đường mật hứa hẹn của anh trước khi đi, gửi gắm mẹ lại cho cô, bây giờ anh đã quên rồi. Liên nói đã chờ đợi tình 6 tháng, nghĩa là khi vừa rời khỏi nhà không bao lâu, anh đã quên bẵng cô mà đi ăn nằm với người con gái khác, mà cho cô nhớ nhung chờ đợi. Thật chán chê cho cô, thật tội nghiệp cho cô. Vậy là Liên ở lại phụ với gái làm mứt kẹo để bỏ mối. Liên cũng nhanh tay lẹ chân. Từ lúc có Liên về, gái làm được nhiều sản phẩm hơn, buôn bán cũng đắt hơn. Gái chưa một lần hỏi cơ duyên nào mà Liên gặp và quen biết tình. Cô cảm thấy tình đã đâm vào tim cô một nhát dao, gây nên vết sẹo lớn vĩnh viễn không thể lành. Nhưng lỗi không phải do Liên, Liên chỉ là nạn nhân thôi. Cho nên cô luôn xem Liên như chị em bạn, đối đãi chân tình với nhau, chứ nhất định không hề coi cô là tình địch của mình. Sáu tháng nữa trôi qua, tình không còn gửi tiền về như trước, nhưng gái và Liên cũng không bận tâm số tiền ít ỏi đó nữa. Không ai nói với ai về tình, họ tránh nhắc về tên đàn ông của mình. Bà Hai cũng không biết con mình hiện giờ ở đâu, làm cho ai, ở tàu nào. Thằng con khốn nạn, bỏ mẹ mình ở lại, cưu mang hai người vợ của nó. Mà nào phải đâu bà cưu mang họ, là họ đang làm nuôi bà đó thôi. Rồi đến khi tình trở lại, nó ăn nói sao với hai người phụ nữ này đây? Nhất là gái, cô và anh chưa một lần ôm ấp nhau theo đúng nghĩa vợ chồng kia mà. Nói sao thì nói, bà Hai vẫn thương gái nhiều hơn hết thảy. Thương như thương đứa con gái khờ dại của mình, tin nhầm thằng đàn ông đẻo cán. Mà trời ơi, thằng đẻo cán đó lại là đứa con trai duy nhất của bà. Trước đây, tình không phải là đứa như vậy. Có lẽ lăn lóc bên ngoài đã làm cho nó nổi dậy tính trăng hoa. Nhưng mà vì sao, vì đâu suốt một năm trời chưa một lần quay về thăm mẹ già? Không phải mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng hay sao? Anh đi đâu đến đâu bà cũng chưa hề biết. Đi làm thôi mà, chứ có phải bị lưu đày biệt xứ hay sao lại bạc vô âm tín như vậy chứ? Hơn một năm trôi qua kể từ ngày tình theo đội tàu ra biển, hơn 6 tháng Liên về sống chung với bà Hai và gái, thì một chuyện nữa xảy ra. Buổi sáng giáp Tết hôm ấy, lại một người phụ nữ mang thai, bụng đã đổi áo, tìm đến nhà. Cũng kiểu như Liên, cô đã làm vợ của tình. Khi biết cô mang thai, tình đưa địa chỉ nhà anh cho cô tìm về ở với mẹ anh. Cô tên là Kim, nhà ở An Giang. Kim không phải người gốc gác ở đó. Cô là cô Nhi ở cô Nhi viện, được cha mẹ nuôi sinh về, nhưng bị bạc đãi nên lén bỏ trốn vào An Giang, xin đi bán cơm cho một tiệm cơm bình dân. Nơi đó cô quen biết với tình và ăn ở với anh. Kim mới lớn, chưa từng trải đời, nên dễ bị lời ngoan tiếng ngọt của tình dụ dỗ làm xiêu lòng, trao thân con gái cho anh.
Tình lưu lại ở An Giang được 3 tháng thì biết Kim có mang 2 tháng. Anh muốn cô về cho mẹ mình chăm sóc Kim sanh để bà có cháu nội ẵm bồng. Khi đến đây, Kim mang theo lá thư Tình viết cho mẹ. Nguyên văn như vậy: "Mẹ ơi, Kim đã có thai với con. Mẹ nên tin điều đó, vì khi con đến với Kim thì cô ấy hoàn toàn trinh trắng. Bây giờ con chưa về quê được, để con kiếm thêm một số tiền nữa mới về. Mẹ cứ mang Kim giùm con, để cháu nội mẹ được bình an ra đời chờ con về. Mẹ cũng nên giữ gìn sức khỏe nghe mẹ. Thương con á thì mẹ hãy thương luôn Kim. Hoàn cảnh em ấy rất tội nghiệp." Lá thư chỉ dọn dẹn có mấy hàng, không thăm hỏi gái hay liên gì cả. Đúng thật là nét chữ của Tình rồi. Kim hoàn toàn không ngờ Tình đã có vợ nhà và còn có thêm người tình nữa. Vậy là cô muốn bỏ đi. Nhưng bà hai lại thấy cô đang mang giọt máu của Tình nên năn nỉ gái chứa chấp cô. Lần nữa, vết chém trong tim của gái lại sâu hơn, rỉ máu nhiều hơn. Cô tin rằng nó sẽ mãi mãi không lành, vĩnh viễn không lành. Gái chỉ chờ Tình về, ba mặt một lời với anh, rồi cô sẽ ra đi, cả đời không muốn gặp lại anh nữa. Không những gái, mà ngay cả chính Liên, cô cũng cảm thấy mình bị tổn thương. Nhưng nếu nói là tổn thương, thì hầu như cả ba cô đều tổn thương như nhau. Phần gái thì tội hơn, vì cô chưa chính thức làm vợ Tình một lần nào. Liên tội nghiệp mình, khi cô đến đây không có gì làm bằng chứng rằng cô đã từng là vợ hờ của Tình. Vậy mà bà hai và gái cũng mở lòng ra đón nhận cô. Trong thư Tình gửi cho mẹ cũng không nhắc tới gái và cô một tiếng nào, chứng tỏ trong lòng anh không hề có gái và Liên. Vậy hai người họ ở lại đây có ý nghĩa gì không? Vốn không có nơi nào để về, cho nên trước đây Liên đành chấp nhận ở lại làm dâu, làm vợ bé một người mà trong lòng cô đã không có tình yêu và ấp ủ ý định sở hữu nữa. Liên cam phận ở lại đây sống qua ngày, nhưng không chờ đợi điều gì. Lâu dần, cô cảm thấy thương mến gái. Liên thương gái vì cô chưa từng có được tình thương nào khác, mà bây giờ cô lại được sống cạnh gái ấm êm như chị ruột với em gái. Liên mong gái được hạnh phúc với một người chồng khác không phải là Tình, để chị có cuộc sống viên mãn của mình. Nói như vậy không phải là để dành Tình lại cho cô. Nếu như gái yên bề gia thất với người chồng khác, cô cũng sẽ không đón nhận Tình nữa. Vậy mà bây giờ Tình ngoài việc phản bội gái, anh lại phản bội thêm cô. Anh đã kêu cô về đây khi đang có người bạn thanh mai trúc mã ở cùng mẹ anh, mà anh đã ân cần gửi gắm chị chăm sóc. Rồi bây giờ lại có thêm một phụ nữ nữa, và người phụ nữ này lại đang mang giọt máu của anh. Có phải quá bất công với cô và quá tàn nhẫn với gái hay không? Liên không có quyền gì để xen vào chuyện này khi mà Tình vẫn còn có mẹ và vợ lớn. Cô cũng nhận ra được bà hai vô cùng khó xử. Nhưng dẫu sao thì Kim vẫn đang mang cốt nhục của Tình, đứa con duy nhất của bà. Sao bà lại đuổi xô Kim được chứ? Tất nhiên bà cũng cần người nói giỏi và hương hỏa về sau nữa kia mà. Thương mình một, Liên thương gái đến 10. Nhất là khi nhìn ánh mắt tối sầm một cách chịu đựng của gái, Liên cảm thấy trái tim mình đau thắt. Liên biết gái sẽ chấp nhận Kim vì chị nghĩ cho mẹ của Tình. 6 tháng nay sống chung, gái chưa từng hỏi Liên về Tình, cũng chưa từng bộc lộ tình cảm thương ghét gì đối với anh ấy, khiến Liên có cảm giác tình yêu gái dành cho Tình đã chết kể từ khi cô bước chân vào cái nhà này. Một phụ nữ chính chuyên như gái, chấp nhận làm dâu chưa được cưới hỏi, một lòng một dạ với mẹ người mình yêu, lại bị chính người ấy đối xử phũ phàng, thì sự tổn thương này Tình bù đắp ngã nào? Vậy là Kim ở lại nhà bà hai để chờ sinh con và chờ Tình về. Ba đứa con dâu ở cùng với bà mẹ chồng, chỉ trong thời gian ngắn thì cả xóm làng đều biết. Bà hai cũng không biện minh lý giải gì, mặc kệ cho ai đoán sao cũng được. Bà cũng ngạc mình khó xử lắm rồi. Kim, dốc người nhỏ nhắn so với hai người kia, cô lại mang cái bào thai quá lớn so với cơ thể. Vì vậy, cô được cả nhà ưu ái không cho làm gì. Cả ngày, Kim chỉ ngồi cho kẹo vào hộp mủ rồi cân lên,
dán băng keo lại thành phẩm để gái già Liên đi giao mối. Cuộc sống của họ êm đềm trôi qua. Vấn đề ở chỗ, một ngày nọ, dì ruột của gái, tức là dì Ba Chung, nghe chuyện liền tiến tới nhà gặp bà Hai để đòi lại công bằng cho cháu gái của mình. Dì Ba Chung đến ngay bữa cơm trưa của gia đình. Bà Hai đon đã mời dì dùng chung, nhưng dì lắc đầu từ chối. Thái độ không thân thiện của dì khiến bà Hai cảm thấy bất an. Cơm xong, Liên dọn xuống thì dì Ba kéo tay gái đi vào phòng. Dì nghiêm mặt hỏi cô: "Dì đã nghe hết chuyện của nhà con rồi, lẽ nào con chấp nhận sống như vậy mãi hay sao?" Gái buồn chán ngồi xuống giường: "Chứ con phải làm sao đây dì ơi?" "Rời bỏ chỗ này đi. Đây bây giờ không phải là nhà con, và những người trong nhà này cũng không phải là gia đình con. Việc gì con phải nai lưng ra gánh vác chứ? Cái thằng Tình đó là thằng vô tiền khoáng hậu, thứ đồ bỏ đi, nó xứng đáng với con sao? Uổng công con ở làm dâu phụng dưỡng cho mẹ nó, nó lại đi lăng nhăng bên ngoài. Nay đưa con này về, mai đưa con khác về, nó có để con trong mắt sao? Con chờ đợi điều gì? Chờ đợi để chia chồng với người khác à? Vì nghe chuyện của con mà tức muốn trào đờm. Ở đâu lại có kiểu hiếp người quá đáng như cái thằng bội bạc khốn nạn vậy chứ? Nghe lời dì, bỏ nơi này mà đi đi. Con có nghề làm mứt, buôn bán không thua kém ai, tại sao lại chịu phận hẩm hiu trong khi mình còn quá trẻ, vẫn chưa từng đụng chạm với đàn ông kia mà? Gái vẫn nhẹ nhàng: "Con không quá khờ dại đâu dì, chỉ là con muốn chờ Tình về để hỏi cho ra lẽ, rồi sau đó sẽ chia tay." "Sời, có nắm tay bao giờ mà chia hả con? Nó đi hơn một năm nay chưa từng quay lại, rồi khoáng trắng mẹ nó cho con lo. Chỉ hơn một năm mà đã mang về hai người phụ nữ, vậy thì con chờ đợi điều gì? Chờ đợi những người phụ nữ tiếp theo à? Chờ đợi nó quay về, nhưng thanh xuân có chờ đợi con không? Hy sinh là tính tốt, nhưng hy sinh cũng phải tùy người. Con không thể hy sinh cho cái loại vô tình vô nghĩa như vậy được." Dì Ba nói xong gấp rút đứng dậy. Gái níu tay dì: Dì về à? Sao về được? Dì phải nói cho mẹ thằng đó rõ ràng, để coi bà ta trả lời sao. Con bà bỏ đi không về như vậy, làm mẹ thì phải ráng chịu và nhận hậu quả do con mình gây ra. Bà cho con bà đi thì bà phải chấp nhận cô đơn một mình ở nhà, chứ đâu phải đem tuổi xuân của con bù vào lỗ hổng của bà ta được. Gái khẩn khoản: "Thôi bỏ đi dì à, con cũng đã lớn rồi. Chuyện bán nhà qua đây ở với mẹ là do con tự quyết định, chứ không ai ép uổng con. Từ lúc Liên về đây thì con đã không coi mẹ là mẹ chồng nữa, mà là mẹ ruột. Con quyết định rồi, khi Tình về con cũng sẽ không làm vợ anh ta đâu dì." Dì Ba vẫn hậm hực: "Bỏ sao mà bỏ được, con quyết định ra sao thì tùy ý con. Nhưng người làm gì này mà không lên tiếng bên vực con thì cất công tới đây làm chi? Đừng có cản đảng gì. Hôm nay mà dì không nói ra được thì dì dễ cũng không yên tâm. Con biết không, nghe chuyện của con dì tức mấy đêm không ngủ được luôn. Dượng con mới nói vậy thì đi một chuyến, chứ em như vậy ba con anh cũng sống không yên với em." Hai dì cháu ngồi tâm sự với nhau một lúc lâu. Dì Ba nói với gái rất nhiều, và gái cũng thổ lộ nỗi lòng mình rất nhiều với dì. Trong những lời tâm sự đầy cay đắng, chua chát đó luôn kèm theo những giọt nước mắt mà cô đã cố tình đè nén thật sâu trong quả tim của mình, chưa có dịp bộc lộ cùng ai. Dì Ba im lặng lắng nghe gái nỉ non. Hồi lâu, cơn giận bùng phát không nén được. Dì giằng tay mình ra khỏi tay gái, rồi mạnh bạo bước ra ngoài. Bà Hai đang ngồi trên bàn như sẵn sàng chờ đợi cuộc oanh tạc của dì Ba Chung. "Ngồi xuống uống miếng nước dì Ba." Dì Ba ngồi đối diện bà Hai, đánh ngay đòn phủ đầu: "Chị có chuyện gì để nói với tôi không chị Hai?" Bà Hai nhẹ nhàng gật đầu: "Có, dì uống miếng nước đi, rồi từ từ tôi trình bày với dì." "Có gì thì chị nói thẳng ra, đừng vòng vo chi nữa. Giải quyết xong chuyện này, tôi còn trở về Long Khánh, tranh thủ kẻo hết xe." "Ở lại nghỉ một đêm đi dì." "Không được, tôi mà ở lại
thì với cái tính của tôi á, chị em mình nó sẽ mất lòng lớn chứ chẳng chơi. Bây giờ chị có chuyện gì nói thì nói đi, tôi xin lắng nghe. Bà hai hớp một ngụm nước, xong đặt ly xuống bàn, chậm chậm ngó qua dì ba, rồi cất tiếng. Tôi biết dì bức xúc chuyện của gái. Bản thân tôi cũng xấu hổ mỗi khi nhìn thấy nó. Cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Trước đây tôi biết hai đứa nó quen nhau, lẽ ra đã cưới gái về lâu rồi. Nhưng lúc đó chị hai bị bệnh nên không thể cưới được. Trước khi chị mất vài hôm, chị có nhắn tôi qua. Chuyện này tôi chưa từng nói với ai, kể cả gái. Chị ấy nói với tôi là hai đứa nó quen nhau lâu rồi. Nếu chị không qua khỏi thì nhờ tôi dòm ngó nó giùm chị. Tôi hứa. Xong ai ngờ mấy hôm sau chị mất. Rồi đúng lý ra sau khi mãn tang chị, tôi phải cưới gái về liền cho thằng Tình. Nhưng lúc đó nhà nghèo quá nên Tình đành phải theo tàu đánh cá kiếm tiền về mới cưới được. Đúng là thằng Tình có gửi gắm tôi cho gái trong nom. Mong dì hiểu cho chuyện gái bán nhà dọn qua ở với tôi. Tuyệt đối không phải là ý của tôi, và tôi cũng không di sơ gì tới số tiền ấy. Rồi chuyện hai đứa Liên và Kim tới đây là ngoài sự dự đoán của tôi. Biết bao nhiêu lần tôi kêu gái, nếu thấy ai ưng bụng thì cứ nói người ta tới đây dạm hỏi. Tôi sẽ đứng chủ hôn cho nó, nhưng gái không hề trả lời. Nói vậy không phải là tôi muốn vượt mặt gì. Dù sao chuyện đó cũng phải là dì thay mẹ nó làm chủ. Điều tôi muốn trình bày là từ lâu tôi đã coi gái như con ruột của mình, chứ không phải dâu con gì nữa. Lúc đó chỉ mới có mình Liên, bây giờ thì lại có thêm Kim, mà Kim thì đang mang cốt nhục của Tình. Vì vậy tôi rất sẵn lòng để gái và Liên tìm người chồng khác cho mình. Chứ bây giờ thằng Tình có về cũng không có mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa. Ba đứa này nó không xứng đáng với đứa nào. Tôi thân làm mẹ, xin cúi đầu chịu lỗi với dì. Nghe bà hai nói vậy, dì ba cũng không nỡ nào nặng lời thêm. Nhưng sự uất ức trong lòng chỉ với mấy câu của bà hai thì cũng không đủ để dì nuốt cục giận xuống bụng được. Dì nói từ tốn, nhưng trong lời nói không kém phần gay gắt. Tôi biết cháu tôi yêu lầm người, hậu quả này tự nó phải gánh chịu, không đổ cho ai. Nhưng để khắc phục hậu quả mà không ân hận về sau, thì hôm nay tôi cũng nói thẳng với chị. Dù cho gái thương chị như mẹ đẻ, nhưng tôi mới chính là ruột thịt của nó. Tôi thề là không bao giờ có ý đồ lợi dụng gì cháu mình về mặt công sức hay tiền của. Tôi chỉ muốn nó có cuộc đời riêng của nó, không phải lệ thuộc vào những điều vô lý, như là phải chung thủy với đứa bội bạc, phải chăm sóc mẹ của một thằng con không tình không nghĩa, bỏ mặc mẹ già một mình. Đã vậy còn bắt mẹ mình đeo mang gánh nặng do việc ham vui của mình mà ra. Chị đừng nói với tôi là vì nó yêu. Con người ta có thể yêu cùng lúc bao nhiêu người? Nếu như nó yêu qua đường thì thôi, đằng này yêu xong, nó ăn ở với người ta, rồi mang họ về nhà, bất chấp ở nhà đã có vợ rồi. Con người như vậy, lương tâm để đâu chị? Cho dù nó diễn ra trăm ngàn lý do, cũng không thể thông cảm. Thông cảm là thông cảm làm sao? Thông cảm để tuổi xuân ngày một trôi qua trong tàn úa à? Càng nghĩ tôi càng căm ghét cái thằng này. Không muốn cháu mình dây dưa với bất kỳ ai có quan hệ với nó, kể cả chị. Lại càng không muốn nó ở lại cái xứ quỷ quái này, phí cả đời con gái. Tôi nói ra đây để chị hiểu rằng tôi ủng hộ cháu tôi rời khỏi nhà chị, dù rằng tôi không hề có ý định sẽ kêu nó về ở với tôi. Nhưng phải rời khỏi nhà chị thì mới có người dòm ngó nó, và nó mới có đủ dũng khí mà tìm hạnh phúc cho cá nhân mình. Bà hai chắc lưỡi thất vọng. Dì nói vậy là tàn nhẫn với tôi lắm. Tôi thương gái là thật lòng thật dạ. Mẹ thương con, sao có thể lấy dì để cân đo đong đếm được hả dì? Nhưng nếu vì hạnh phúc của con cái, người mẹ hy sinh như thế nào cũng xứng đáng. Thôi thì hãy để gái tự quyết định. Mình là người lớn, không o ép chi con. Dì ba phực nổi nóng lên. Nãy giờ chị nói gì thì bây giờ câu nói này của chị cũng phủi sạch hết rồi. Xét cho cùng giữa chị và nó cũng là người dân nước lã, mới ở chung nhau được mấy năm nay, mà mấy năm nay nó đã nhận bao cay đắng rồi. Chị nói thử tôi nghe, sau này thằng khốn kia về chị sẽ xử lý ra sao?
đuổi đứa nào và công nhận đứa nào, hay chị sẽ chấp nhận hết cả ba cô dâu? Chị chấp nhận được không? Miệng đời chấp nhận được sao? Chị để cháu tôi phải chịu cay đắng thiệt thòi hay sao? Và nếu như chị đuổi cô nào đi, thì lương tâm chị có cho phép không? Tôi nói thẳng với chị, cho dù sau này chị đuổi hết mấy cô này đi và chỉ còn một mình gái làm vợ thằng khốn đó, tôi cũng nhất định không đồng ý. Coi như hai đứa nó hết nợ hết duyên với nhau rồi. Chị nên nhớ rằng, dù mẹ nó đã mất, nhưng nó không phải đơn thân độc mã một mình. Nó còn có tôi, có bà dì này, và bà dì này sẽ không để cháu mình bị thiệt thòi. Vậy là được. Xong, dì quay sang ba cô gái đang ngồi lắng nghe, nhìn qua từng người rồi nói thêm. Dì thấy gái và cô Liên chưa có gì với thằng kia thì nên tìm cho mình bến đỗ khác. Còn cô đang mang thai này á, hãy ở nhẫn chờ đợi nó về, vì cô đã có con với nó rồi. Dì nói nhiêu đây thôi, rồi tụi mấy đứa định liệu. Còn gái, nếu như con không tự tìm niềm vui cho mình, thì sau này ân hận cũng đừng than trời trách đất. Và dì nói rõ với con rằng, con mà vẫn tiếp tục với cái thằng không có lương tri đó, thì đừng bao giờ gọi dì là dì nữa. Bây giờ dì về đây, và dì sẽ còn trở lại nếu sau khi thằng khốn đó quay về mà con vẫn còn ở lại đây. Dì ba đi rồi, bà hai vẫn còn ngồi đó lặng câm, không biết nên nhìn mặt ba người phụ nữ này như thế nào. Những điều dì nói, bà đã nghĩ ra từ lâu, và bà cũng từng tự trách mình ích kỷ nên đã làm khổ gái. Đứa bé mà bà đã nhìn thấy nó lớn khôn. Đâu phải bà không biết việc làm của Tình là khốn nạn, là giống như nó cầm dao chém ngang tim gái, người mà nó yêu từ thuở nhỏ. Và trước khi đi kiếm tiền để về cưới gái, nó đã ân cần gửi gắm mẹ mình cho cô. Rồi Liên, rồi Kim, nó có nghĩ tới cảm nhận của gái hay không? Và cái việc khốn nạn nhất của nó là, trong lá thư gửi về cho mẹ, nó không hề nhắc tới gái. Nếu không có cô, bà đã sống ra sao trong hơn một năm qua? Bây giờ, nó đưa một thai phụ về đây, không tiền không bạc. Nếu như gái đã thay lòng đổi dạ, có chồng khác rồi, thì bà sẽ nuôi dâu đẻ bằng cách nào, khi mà tiền bạc, tự bản thân bà còn phải ăn bám vào gái chứ? Quét mắt qua một lượt, rồi bà hai cất giọng buồn đứt quãng như sắp hụt hơi. Mẹ mắc cỡ với cả ba đứa con. Mẹ chỉ có một thằng con trai mà không biết dạy nó sống sao cho chung thủy vẹn tròn, làm khổ hết người này đến người khác. Kêu mẹ bỏ ai lấy ai bây giờ? Bấy lâu nay mẹ chờ thằng Tình về để nó tính. Bây giờ ba đứa trách mẹ thì mẹ đành chịu. Nhưng mẹ muốn nói với ba con rằng mẹ thương hết. Tuy rằng tình thương dành cho gái có phần trội hơn. Ba đứa có gì muốn nói với mẹ thì cứ nói, mẹ sẽ lắng nghe. Rồi mấy đứa muốn như thế nào thì mẹ sẽ chịu như thế nấy. Cuộc đời là của các con, tương lai cũng là của các con, không ai quyết định thay con được. Mẹ không có tiền để lo lắng cho từng đứa, mà như các con thấy đó, mẹ sống nhờ vào các con, nhờ vào gái. Mẹ không có tư cách đùm bọc thêm ai. Cho nên khi Liên về, rồi tới Kim, mẹ chỉ biết cầu xin gái đùm bọc. Hai con mang ơn thì hãy mang ơn gái, chứ không phải mẹ. Liên cúi mặt xuống, chậm rãi trả lời. Mẹ đừng băn khoăn gì với con cả. Từ khi về đây, nương tựa mẹ và chị hai, thì con đã nghĩ đến chuyện xem chị hai như chị ruột của mình. Mai này, anh Tình về, con cũng sẽ không làm vợ ảnh nữa, mà trả ảnh lại cho chị hai. Chỉ là con không ngờ ảnh lại có thêm Kim nữa. Mà Kim thì đang mang cốt nhục của ảnh. Thôi thì mẹ và chị tính sao con cũng vui lòng. Kim mếu máo nghẹn lời. Khi con biết anh Tình có tới hai người đang chờ ở nhà, thì trong lòng con bất nhẫn lắm. Con muốn quay đi liền. Nhưng con cũng xin xấu hổ mà thú nhận rằng con không đủ sức nuôi con của mình. Con không có sức khỏe như người ta, cũng không có tiền. Anh Tình nói với con, chỉ cần con sanh cho ảnh để mẹ ảnh có cháu hữu hỷ, thì giá nào ảnh cũng không bỏ con mà nhanh chóng quay về. Con tin như vậy nên mới lặn lội đường xa về đây chờ đợi ảnh. Con không ngờ chị hai lại còn đáng thương hơn con. Vì vậy cho nên con đã quyết định rồi. Sau khi xin cháu nội cho mẹ xong, con sẽ gửi nó lại đây nhờ chị hai nuôi dưỡng.
rồi con sẽ đi, sẽ chấm dứt với anh Tình, chỉ xin được thỉnh thoảng về thăm con của con thôi. Nhưng con cũng sẽ không nhận con, nó sẽ kêu chị hai bằng mẹ. Bấy giờ, gái mới nhếch môi cười, nụ cười thật thảm hại. Trong chuyện này không ai có lỗi cả, lỗi là lỗi của một mình người đàn ông đó thôi. Nhưng Kim cũng không việc gì mà phải bỏ con lại mà ra đi. Dì phải ở với mẹ mà nuôi con của mình chờ chồng về. Tình bây giờ chỉ là chồng của một mình dì thôi. Dì yên tâm, tôi và Liên sẽ ở lại nuôi cho dì sinh đẻ cứng cáp, tới đó rồi tính. Anh ấy có về hay không về, tôi cũng sẽ rời đi. Tôi quyết định vậy đó. Còn Liên thì sao, tôi không biết. Liên vội vã níu tay gái. Chị đi đâu nhớ dắt em theo, ở lại đây em cũng là người thừa mà thôi. Kim nghẹn ngào. Em không thể để mấy chị hy sinh cho em như vậy được. Liên nói mà không nhìn Kim. Hy sinh là chị hai hy sinh. Chị ấy hy sinh người tình đầu đời của chị. Hy sinh một năm chờ đợi mỗi mòn tuyệt vọng. Còn tôi thì không có gì để hy sinh. Tôi còn cảm ơn ảnh đã cho tôi quen biết với chị hai, được làm em của chị. Từ nay, hai người cô độc chúng tôi sẽ bên cạnh nhau. Chị đi đâu tôi sẽ theo đó, cho đến khi chị có gia đình riêng của chị. Nhưng lúc ấy, nếu như chị cho phép, tôi cũng sẽ ở lại bên cạnh chị suốt đời. Gái phì cười. Vì vậy dì Liên, không ai hy sinh cho ai cả. Lâu nay tôi ở đây vì tôi thương má. Thật lòng là cũng có chờ đợi ảnh quay về cưới tôi. Nhưng từ lúc có dì Liên thì tình cảm tôi bắt đầu nguội lạnh. Cho đến khi dì Kim mang bụng bầu về thì thật tình á, trái tim tôi không có chỗ chứa anh Tình nữa. Mẹ à, con sẽ không làm dâu mẹ ngày nào nữa đâu. Nhưng con vẫn ở đây với mẹ, phụ mẹ chăm sóc tốt cho Kim để chờ cháu nội của mẹ ra đời. Đến khi anh Tình về, con sẽ giao gia đình này lại cho ảnh. Cái gì của con thì con sẽ mang theo, không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về gia đình này cả. Bà hai chỉ biết im lặng mà không mở miệng nói được câu nào để an ủi dỗ về gái. Bà biết, nó nói gì cũng bằng thừa, cũng không thể làm lành được vết thương luôn chảy máu trong tim cô. Gái nhìn thấy bụng Kim ngày càng lớn bất bình thường, nên vội vàng đưa Kim đi siêu âm, mới biết cô mang thai song sinh. Bà hai vừa lo vừa mừng, Kim chỉ cần sinh một lần mà bà có tới hai đứa cháu nội. Rồi thì Kim cũng đến ngày sinh nở. Do dốc dáng nhỏ hơn bình thường và thể trạng luôn yếu đuối mà lại mang thai song sinh nên Kim bị khó sanh, cuối cùng phải mổ bắt con. Do ở bệnh viện huyện không đủ thiết bị tân tiến nên buộc lòng phải chuyển sản phụ lên bệnh viện tỉnh. Vậy là gái già Liên bỏ hết chuyện làm kẹo mứt để đi cùng với Kim. Đến nơi, vừa nhập viện là Kim được bác sĩ chuyên khoa mổ lấy thai nhi. Hai đứa bé một trai một gái bình thường khỏe mạnh. Bé trai nặng 3 kg, còn bé gái 2,7 kg. Người nhỏ xíu như Kim mà phải mang đến 5,7 kg, hỏi sao không lệch bệch cho được. Vì vậy, sau khi sanh, cô bị làm băng liên tục mấy ngày liền, mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê sâu. 10 phần sống chỉ còn 2. Cả nhà thất kinh, gái nhờ đến bác sĩ giỏi nhất để chạy chữa cho Kim. Đến khi Kim tỉnh lại, cô nắm tay gái và Liên, nước mắt trào ra không ngừng, nói những lời trăn trối. Em chắc không qua khỏi để sống nuôi con, trăm sự nhờ hai chị hết. Nếu ảnh có về thì hai chị giao lại cho ảnh. Còn nếu ảnh không về thì mỗi chị nuôi giùm em một đứa. Em cũng không thể sống đời mà lo cho chúng lớn lên. Em có chết cũng yên phần em rồi. Chỉ thương cho hai con còn nhỏ. Hai chị hứa với em một tiếng, em mãi mãi kết cỏ ngậm vàng mang ơn hai chị. Dù có chết ngàn lần, em cũng sẽ theo phù hộ hai chị đến mãn đời. Gái đập nhẹ tay lên đầu Kim. Nói tầm bạ gì vậy? Con gì thì dì nuôi, chứ đổ cho ai? Sẽ không sao đâu. Thời kỳ nguy hiểm đã qua rồi. Bác sĩ nói dì đã được cứu và đang dần hồi phục. Lúc dì chưa khỏe thì tôi và Liên sẽ lo cho con, không cần dì phải dặn dò.
Nhưng vậy không được suy nghĩ tiêu cực và buông xuôi, biết chưa? Kim mím môi chợt khóc và gật gật đầu. Một lát sau thì lại rơi vào hôn mê. Bà Hai ở nhà nên không biết diễn biến của Kim ở bệnh viện. Chỉ cô gái và Liên chạy đôn chạy đáo, lớp lo cho hai đứa bé khỏe mạnh, lớp lo cho người mẹ đang cận kề bờ vực sinh tử. Thật lòng, gái và Liên lo lắm, lo hai đứa nhỏ mới sinh ra sẽ không còn mẹ thì tội nghiệp biết bao nhiêu. Gái nói với Liên, bằng mọi giá, chúng ta phải cứu được dì ấy. Nếu không, khi Tình trở về, không biết ớt giáp gì, anh ta sẽ cho rằng chị em mình không thương Kim, chỉ muốn bắt con bỏ mẹ. Tốn hao bao nhiêu, mình cũng phải chịu. Còn sống thì còn làm ra tiền, mất rồi thì coi như không còn gì nữa cả. Liên run sợ gật đầu. Chị tính sao em cũng ủng hộ chị. Tiền bạc là của chị xuất ra sao chị tự quyết định đoạt. Chị nói gì thì em nghe nấy thôi. Vậy là gái tìm cách làm quen với y tá để tiếp cận với bác sĩ chuyên khoa sản, rồi nhờ bác sĩ tiếp máu cho Kim. Mỗi ngày một bịch, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng được. Những ngày ở bệnh viện chăm sóc vợ của người đàn ông mà lẽ ra là chồng mình, gái thay tủi thân lắm. Nếu như lúc trước cô có tiền như bây giờ thì mẹ cô đâu phải lặng lẽ ra đi như vậy. Nếu số bạc đã tận thì ít ra bà cũng được chăm sóc tử tế hẳn hồi. Có đâu mà thuốc men cũng chẳng tiền mua, bệnh hoạn mà ăn uống kham khổ. Ngẫm ra Kim lại có phước, không thân không thích gì mà lại được hai người phụ nữ tình địch chăm sóc như ruột thịt. Nhưng dẫu sao gái cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thâm tâm cô mấy lúc sau này chỉ muốn Kim mẹ tròn con vuông, chờ đợi Tình về rồi cô sẽ dắt Liên rời khỏi nơi này. Chị em sẽ đùm bọc nhau mà sống. Nếu một trong hai người có gia đình thì nhất định sẽ phải cưu mang người còn lại. Nhưng trước hết là Kim phải bình yên quay về với con cái đã. Những hai đứa con kia mà. Lỡ như Kim không qua khỏi thì cô và Liên biết tính làm sao? Nhất là cô đâu thể vô tâm để người đàn bà mà cô đã xem như mẹ ruột của mình bối rối vì hai đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏng. Nhưng trên đời quả đúng là có kỳ tích. Kim ngủ suốt 3 ngày 3 đêm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói nếu trong vòng 5 ngày cô không tỉnh lại thì gia đình hãy đưa cô về nhà, để cô có ra đi thì cũng mất tại nhà mình. Gái già Liên chỉ biết cầu trời khẩn Phật cho Kim tỉnh lại. Mỗi khi gái được phép tới thăm, cô ngồi bên cạnh Kim rỉ vào tai cô. Dì phải tỉnh lại đó, tỉnh lại nuôi con, chờ chồng dì à. Tôi với Liên không ở lại đây được đâu. Dì cứ tỉnh lại, tụi tôi sẽ nuôi dì cứng cáp khỏe mạnh, để lại cho dì số tiền nuôi con với mẹ, rồi hàng tháng tôi sẽ chu cấp thêm. Dì không được chết, bỏ con lại cho tụi tôi biết chưa. Dì phải tỉnh lại, để ít nhất cũng nhìn thấy mặt con mình chứ. Đâu có vô trách nhiệm sinh chúng ra rồi ngủ hoài như vậy được. Còn Liên thì nói, tỉnh lại đi Kim, tỉnh lại để nuôi con và giải thoát cho chị em tôi. Em tỉnh lại thì ba đứa chúng ta đều hạnh phúc. Hai đứa tôi sẽ để em toàn quyền sở hữu ba của con em. Chứ nếu em ra đi như vậy, rồi tụi tôi biết phải làm sao. Kim kêu mỗi chị nuôi giùm một đứa con, nhưng tụi tôi có quan hệ gì mà phải nuôi con của anh ta. Mẹ thì già yếu rồi, sao chăm sóc nổi. Kim phải có trách nhiệm với con của mình chứ. Nếu Kim không tỉnh lại, cứ như vậy mà đi luôn, thì người khổ là hai đứa con của Kim đó biết chưa. Kim vẫn nằm im bất động. Gái già Liên đã bàn tới chuyện lo hậu sự cho cô rồi. Nhưng may mắn sao, cho đến ngày thứ năm, sau giấc ngủ dài, Kim bỗng trở mình thức dậy. Khi nghe y tá phát loa phóng thanh kêu người nhà của Kim lên gặp, gái già Liên mừng đến chảy nước mắt. Rồi mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió. Một tuần sau, mẹ con Kim được xuất viện về nhà. Cuộc sinh nở này kéo dài đến hơn 20 ngày. Nhờ sự kiên trì của hai người bạn đã làm nên một kỳ tích, kéo người mẹ từ cõi chết trở về với hai đứa con thơ còn chưa một lần ngậm bầu sữa mẹ. Chi phí cho lần sinh nở của Kim đã nuốt sạch vốn liếng của gái già Liên. Gái bắt đầu bán vàng dự trữ để làm lại. Số vàng này cô đã cất giữ rất lâu sau khi bán nhà của mẹ mình.
Trong lòng Kim mang ơn hai người chị không có lời nào diễn tả nổi. Nếu không có hai chị, cô đã chẳng còn tồn tại trên đời. Rồi hai đứa con của cô sẽ ra sao khi vừa mở mắt chào đời lại mất mẹ? Nhớ tới mà Kim rùng mình. Sao trên đời lại có những tấm lòng tốt như vậy chứ? Kim cảm ơn Tình đã cho cô quen biết gia đình này. Kim cũng thừa hiểu sự xuất hiện của cô đã làm tổn thương trầm trọng đến gái, người phụ nữ quê mùa chân chất nhưng có trái tim nhân hậu bao dung. Nhưng gái càng độ lượng bao nhiêu thì vết thương trong lòng chị ấy càng sâu bấy nhiêu. Kim phải làm gì để bù đắp đây? Bồng con bỏ đi, trả người chồng lại cho chị ấy à? Trả chồng thì cô sẵn sàng, nhưng mang theo con thì làm sao mà Kim nuôi cho nổi? Cô ích kỷ quá phải không? Đã chung chồng với người ta mà lại muốn người ta nuôi luôn mẹ con của mình hay sao? Bà Hai ham cháu nội đến mụ người. Bà suốt ngày ôm lấy hai đứa bé. Do Kim đã mất sữa nên chuyện bú móm của cháu nội một tay bà lo. Tất nhiên sữa cũng là do tiền của gái và Liên cung cấp mọi thứ, từ hộp sữa, thức ăn gạo thóc cho đến thuốc men. Nếu không có hai người này xốc vác gồng gánh thì ngay cả bản thân bà cũng không trụ nổi. Tình ơi là Tình, con đi đâu mất rồi? Gái và Kim tất bật với công việc kẹo mướt. Sắp Tết rồi, sắp vào vụ nên hai cô liền tay, không có thời gian ngơi nghỉ. Bà Hai vừa chăm cháu vừa cơm nước cho cả nhà. Kim dù còn non ngày tháng nhưng cũng tranh thủ vô hộp để hai chị em đi giao. Bấy giờ gái đã mua được máy đánh bột nên cũng nhẹ nhàng một chút. Hai đứa bé càng lớn càng dễ cưng, chúng giống nhau y hệt dù là đứa trai đứa gái. Biết thân biết phận nên đứa nào cũng ngoan, không khóc lóc quậy phá. Lạ một điều là chúng không có nét nào giống ba hoặc mẹ. Chúng có khuôn mặt đặc trưng của riêng mình. Hai đứa bé một khuôn mặt, khác nhau hai điểm. Chân mày của Sum đậm và dính liền vào nhau, dắt ngang cặp mắt. Cái miệng của Hợp chúng chiếm nhỏ xíu, vậy thôi. Khi rảnh rang, gái và Liên cũng bồng ẩm hôn hít chúng. Nói chung, hai bé này được sinh ra ở một môi trường ấm êm hạnh phúc.